hai cái ly này, một cái ly hai cái ly nè, lấy chồng cho nhau bỏ ra mình ăn của chính phủ mình giúp cho người ta lấy bỏ rác đi 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 chút vậy thùng rác thì nó tính, tại vì con cái dạng con là chính phủ nuôi đó, đúng không? Mình phải đền ơn cho người ta bằng mấy cái này, mấy cái này mấy cái rác này. Chú nói à, chị chú giống như là chính phủ giúp mình bao nhiêu, bây giờ mấy cái này là của chính phủ này, mình giúp lại có chút xíu rồi thì có tính. Tính đúng không? Vậy mới là con người đàng hoàng. Đúng rồi, hiểu không? Chú kêu con làm vậy đúng không? Đúng, chứ là với lại mấy người này cố tình coi thường chính phủ. Chú ấy xà rác bừa bãi. Nhưng mà mình làm vậy á, mấy người người ta nhìn thấy, người Mỹ nó nhìn thấy vậy nó nể mình lắm. Như vậy á, nó nhìn Mỹ á mà nó thấy nó là xa, nó nhìn nó mấy ông này đã lễ phục mình, nó có hiểu không? Order to go. Order to go. Order to go. To go. Thứ hai gần 11 giờ rồi. Cái của con là số 40. Cái của con có mua cái promotion buy one get one free á.
Đi đi đi. No, 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 no,